Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa, một phiên bản rất đặc biệt của Hẹn Hò quý vị nhé. Và đến với đây thì chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ cùng ăn trưa với nhau. Bạn trai đã vào vị trí của mình rồi, bạn nữ đâu? Phải đợi Tường ra mời bạn nữ vào để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha. Rồi, mời em gái. Rồi, ngồi bàn ghế đi em. Chúng ta có thể mở mặt nạ của mình ra nè. Rồi. Hello em. Dạ, chào chị. Dạ, chào bạn gái bên kia. Rồi, tự giới thiệu về mình dạ, đi em. Tên là Hồng Yến. Hồng Yến? Dạ. Sao tên giống tên gái vậy? Dạ, dạ chào mẹ đặt cho dễ nuôi chứ. À, vậy hả? Dạ. Vậy là hồi nhỏ khó nuôi lắm hả? Em cũng không biết. Dạ. Rồi, rồi, quê em ở đâu nè, dạ, bao nhiêu em tuổi? Em ở cái răng Cần Thơ. Mình bao nhiêu tuổi, dạ, đang làm công việc gì? 30. Dạ, công việc em là nhân viên bên quảng cáo. Em làm việc ở đâu? Dạ, ở Cần Thơ luôn chị. À, hiện tại đang ở Cần Thơ luôn, dạ. Lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Bạn gái giới thiệu đi cưng. Dạ, chào bạn trai bên kia ạ. Em tên là Trần Thị Hương Khương. Em quê ở Đồng Nai và hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Bạn trai tên Yến, bạn gái tên Khương, làm như dạ. Nó ngược ngược. Sao sai sao? Ha? Dạ. Hôm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 25 tuổi. Biết Cần Thơ không? Dạ, chưa biết bao giờ. Chưa biết bao giờ, Cần dạ. Thơ gạo trắng nước trong. Hãy đến thử một lần. Dạ. À, thế thì em có bao giờ em nghĩ là em sẽ về quê vợ để sống không? Dạ, cái đó để coi em sắp xếp lại. À, cái tình duyên khó nói lắm. Khi yêu nhau thì chúng ta dễ dàng sắp xếp tất cả mọi thứ. Còn không đủ tình cảm thì cỡ nào cũng không có thể đến bên nhau được. Đó là tùy cái duyên và cái sự vun đắp của cả hai nữa ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em rất là yêu thiên nhiên. À, em thích trồng những loại rau nấu để ăn ạ. À. Còn điểm yếu của em là em rất là sợ những con mà không có chân. Ví dụ con gì em sợ nhất? Con rắn ạ. Và con sâu em cũng sợ. Sâu chân nhóc có chơi mà. Có, nó không có sợ, có chân chị. À. Rất ghê. Nếu mà con cuốn chiếu cũng là con sâu vậy, nó quá trời chân đó. À, còn em, điểm mạnh, điểm yếu của dạ, em? Dạ, em thì điểm yếu em thì em không khéo trong ăn cách ăn nói gì. Cũng nghe hay cho người khác buồn xíu. Nhưng mà khi người đó hiểu em rồi thì sẽ mến em hơn. Phải cố gắng chứ. Dạ. Cố gắng nha. Em khắc dữ lắm rồi. Em đang sống với ai? Dạ, em đang sống với mẹ. Mẹ nuôi sao không tốt lắm vậy? Dạ, tại vì em không có ăn mỡ được chị. Làm sao, lý do? Dạ, ăn mỡ thịt, mỡ cá, mỡ tất cả các loại mỡ em ăn không được. Có lần ba bắt ăn thì nói mày ăn đi chết thì chịu. À. Rồi cái em gán nghe lại bà cái bỏ vô cơm nấu chọng rồi không ăn không nhai. À. Đầy viết cái vị giác mình. Ngộ vậy ta. Trời ơi, hèn chi được. Người thiếu mỡ quá. Bên đây dư nè. Em sao cưng? Dạ, em thì em ăn gì cũng ăn gì cũng được dạ. Biết mà. Hai bạn này bù trừ cho nhau ha. À, tình trường em như thế nào? Em chưa có một mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Tại sao? Tại vì khi em đi học thì em chuyên tâm vào học, còn khi em đi làm thì em tập trung vào làm, sáng đi làm, chiều về. Mà cũng không ai thích mình, đeo đuổi mình. Dạ. Cũng không có luôn. Dạ. Trời ơi, sao buồn vậy? Cuộc sống thiếu màu sắc vậy cưng. Đợt này ráng có mảnh tình dắt dai nha cưng nha. Dạ. Cố gắng ha. Thế còn em? Dạ, em thì quen được 3 người chị. 3 người? Dạ, người đầu quen được 2 năm. Do không hợp thì chia tay. Còn người thứ 2 cũng trong vòng nửa năm. Chứ người thứ 3 cũng mới gần đây. Người thứ 3 lý do sao chia tay? Dạ, người đó thấy không trung thực cho lắm chị. Quen nhau bao lâu? Dạ, cũng gần 1 năm chị. Quen gần 1 năm mới thấy người ta không trung thực. Dạ. Rồi chia tay luôn. Dạ. Trời ơi, chung tình trường cũng chưa mối tình nào thật là sâu đậm. Dạ. Là chưa đúng không? Dạ. À, em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, mong muốn tìm bạn gái là như trung thực chút xíu. Với có gì cứ buồn hay là cái gì đó cứ chia sẻ với em. Em sẽ nhận, em sẽ chia sẻ lại. Về ngoại hình em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đúng không, có vừa người cũng không cần đẹp quá cũng không cần xấu quá. Vừa. Có tiêu chuẩn gì không? Dạ không. Cao, thấp, mập, ốm? Cao thì cũng khoảng 1m55. Ốm ốm chút được không? Dạ cũng được. Mập mập chút được không? Dạ cũng được. Cái gì cũng được hết trơn vậy. Và mập quá rồi em ốm quá sao? Ví dụ có chuyện gì, sự cố gì sao em ẵm người ta nổi? Dạ cái đó cũng gán hết sức vậy. Có trước em cũng có tập gym. À, ốm mà có yếu không? Dạ không. Chắc không? Dạ chắc. Rồi, à đâu chị coi hình coi. Bạn gái có đem hình theo không? Dạ không. Không hả? Rồi em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một bạn trai cao 1m60 trở lên. Ừ. Và bạn ấy không biết hút thuốc. Biết hút thuốc không? Dạ không. Mừng quá. Dạ. Đây, hãy tìm thử coi anh ấy là ai trong những chàng trai này. Em nghĩ là đây ạ. Đâu, đưa chị coi. Anh thứ hai hả? Dạ. Tại sao em lại chọn anh đó? Em nghĩ anh đó ốm.
À, anh đó ốm hả? Rồi cầm đi, để một chút xíu nữa mình kiểm tra xem. Nãy giờ qua cuộc trò chuyện thì em hình dung bạn gái bên này như thế nào? Dạ cũng chưa hình dung, dạ thấy nghe giọng nói dễ thương. Phải đoán chứ, theo như mình tưởng tượng bạn gái như thế nào? Chắc cũng tóc dừa. Tóc dừa. Dạ trắng. Cũng cao cũng hơn. Cũng cao. Cũng cao. Rồi, đó là sự suy đoán của mình thôi. Dạ. Còn thực tế như thế nào? Hãy nhìn xem sự phán đoán của mình ngày hôm nay là đúng hay sai nha. Dạ, chào anh tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có một món quà tặng cho anh ạ. Wow. Đây ạ. Ý nghĩa của món quà đó là cái gì vậy em gái? Dạ, em hy vọng là anh có thể chăm sóc được nó. Sau này là anh có thể nấu chè cho em anh. Trời đất ơi, nhà làm tốt lắm á em. Cái chuyện nấu nướng thì anh chưa thua rồi. Thua rồi hả? Dạ chưa thua, tại vì em dở trong cái khâu đó. Rồi người ta nấu mình phụ được không? Dạ được chị. Rửa chén được không? Dạ được. Vậy được không em? Dạ được ạ. Rồi con trai em biểu nấu chè cũng hơi mệt ạ. Nhưng mà cái cây đó là em mua ở đâu vậy? Dạ em tự trồng ạ. Tự trồng? Dạ. Biết trồng cây không cưng? Dạ em cũng biết chút chút. Em nghĩ em nuôi cây này sống được bao lâu nữa? Dạ chắc cũng hơi lâu rồi chị. Ê, cái này nó nhảy mầm đó. Dạ. Bây giờ cây này chết nhưng mà những cái cây con nó phải mọc lên, đúng không em? Dạ đúng ạ. Nó phải sinh sôi nảy nở, tình yêu của mình mỗi ngày phải mỗi vương mầm. Dạ. Được không? Dạ. Thì anh sẽ cố gắng anh chăm sóc vậy, anh sẽ đổi thêm cái chậu cho nó bự, nó phát triển nha. Ừ. Khi nào mà cái cây đó nảy mầm thì tình yêu chúng ta mới là đơm hoa kết trái được ha. Dạ. Bây giờ nè, cảm nhận khi mở cái màn ra nè, cổ là giống như sự tưởng tượng của em được bao nhiêu phần trăm? Dạ không phải 50. 50%. Dạ. Còn em đưa hình ảnh coi coi em chọn đúng không? Em chọn người thứ hai từ. Chọn người thứ hai thì không phải. Dạ. À. Cái đó, anh là nón. Cái anh đội nón đó đó mới đúng. Dạ. Nãy giờ mình có cái tật xấu gì mình chưa khai không? Em có tật xấu gì không? Dạ có chị. Nói lên cho bạn gái nghe coi. Dạ em thì ngủ thì ngáy to có khi tự giật mình. Tại sao giật mình? Dạ ngáy quá to tự giật mình. Thì ai nói với em là em ngáy? Tại tự mình cảm nhận mình giật mình lên luôn. Ngủ tự nghe mình ngáy luôn. Dạ. Giật mình rồi xong rồi cái ngủ tiếp. À, người ta ngủ ngáy em ngủ được không em? Dạ không ạ, em rất ghét người ngủ ngáy. À, thôi em ngủ trước đi ha. Dạ. Rồi anh ngủ sau. Dạ. À, ngáy đạp xuống giường cho chị. Đạp xuống giường cho chị. À, mấy người đó chứ mấy người ngáy cái mỗi lần ta ngáy cái mình đẩy đẩy cho người ta nhúc nhích cái thế ngủ cái người ta đỡ ngáy. Dạ. Thế còn em có tật xấu gì không? Em có tật xấu là khi mà em đói thì em sẽ không chịu được. Bởi vậy nhìn cái tướng phì nhiêu quá mà. Bớt ăn tinh bột lại. Dạ. Ăn nhiều đồ ăn thôi. Em chỉ ăn rau thôi ạ. À. Ăn rau thôi mà vậy đó hả? Dạ. Ráng nuôi anh này khéo khéo chút được không? Được, chắc được. Rồi bây giờ vậy chị Tường sẽ dành ít phút cho các bạn tự do tâm sự với nhau nha. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Tự tin lên, cởi mở lên ha. Dạ. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức. Dạ, anh cho em hỏi là anh hiện tại đang ở với gia đình hay sao ạ? Ở với gia đình. Anh có bao giờ đi xa nhà chưa? Cũng có. Đi cũng khoảng thời gian, cũng khoảng 10 năm xa nhà. Dạ. Rồi sau này thấy công việc bên kia thì nó cũng không ổn định. Xa rồi. Là xa bao? Có khoảng 60 số à. À, tài chính, nguồn tài chính của anh là anh tự lập hay là? Đã tự lập, tự làm luôn, anh tự làm. Tự anh kiếm tiền. Còn em? Em đi học rồi em đi làm ở trên đây luôn. Dạ, làm ở đây. Rồi bên gia đình em thì có mấy anh chị? Gia đình em có ba chị em gái. Em là con út trong gia đình. Con út. Dạ. Còn em là sau này em có định hướng là em sẽ về nhà. À, về nhà. Em ở Đồng Nai. Em ở Đồng Nai. Dạ. Thì nếu mà sau chương trình này em có suy nghĩ là về Cần Thơ sinh sống không? Dạ. Em cũng chưa nghĩ tới là mình sẽ đi xa như vậy. Tại vì anh thì còn một mẹ thôi. Dạ. Nếu mà lập gia đình thì anh sẽ về ở với mẹ anh hay là anh tự lập riêng? Chắc ở chung với mẹ. Tại vì còn mình mẹ. Thì bên nội bên ngoại thì cũng không còn ai nhiều hết. Không ai ở gần đó. Mời anh đi. Anh có ngại khi anh sẽ lên đây sống không? Cái đó để anh sắp xếp lại. Thay công việc ở dưới thì anh đang ổn định.
Làm bên quảng cáo, nhân viên quảng cáo thì chứ đang không được. Quảng cáo là quảng cáo cái gì anh? À, làm mấy hộp đèn biến hiệu nữa, đi lắp đặt cho mấy cái đại lý bia nước ngọt á, tập quá rồi. Như bên hình hãng của Honda. Vậy là anh có cửa hiệu riêng? Không, giống như là anh đi làm cho bên công ty thôi, công ty tư nhân thôi. Mình là mình làm công? Làm công. Nhưng mà nguồn tài chính thì ổn định. Trước giờ thì anh hơi nhút nhát xíu. Thì có bị nhút nhát bởi vì mới không có không được có được người ta chọn á. Cũng không khéo anh nói, mong em thông cảm ha. Em cũng ít nói thôi chứ em cũng không nói nhiều. Được không ạ? Được. Dạ. Em thấy cái này nó cũng nhiều dầu mà. Nhiều dầu, nhiều mỡ. Không, nhiều dầu, nhiều mỡ nhưng mà nó hòa với cơm á. Có thể mình ăn được nhưng mà có nguyên cái cục mỡ á thì ăn không được. Nguyên cục mỡ thì ăn được nhưng mà nó hòa vô đây thì ăn được. Ủa sao vậy? Sao tôi ở bên ngoài tôi nghe trong này im re, im ru bà rù vậy? Lo ăn không, không tâm sự hả hay sao vậy? Dạ không có gì, tại em con trai em hơi run, nói không được. Chị mồi cho em nói nha không? Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ quan điểm tình yêu thích lãng mạn, cùng bạn gái đi đây đó chơi. Tại hiện tại thì chưa có điều kiện để đi, nhưng mà em có dự định là nếu mà có bạn gái thì em sẽ tạo điều kiện để bạn gái đi chơi. Tại em thích cái khung không gian lãng mạn. Em có thích điều đó không? Dạ thích, em thích đi du lịch. Thế là quan điểm của em như thế nào về hôn nhân? Em quan điểm là lâu bền và luôn luôn là phải yêu thương nhau và không có vấn đề gì phải tranh cãi. Theo em trong gia đình thì chồng hay vợ ai sẽ là người quản lý về kinh tế? Em nghĩ là vợ sẽ hợp lý hơn, tại em giữ không khi nào được. Mới giờ lãnh lương đưa cho mẹ một phần, còn một phần thì mình giữ, mình gán tiết kiệm để dành thì cũng để dành được một phần đó, còn phần kia thì để đi tới lui chi phí ăn uống, mà khi cái vui với bạn bè quá thì nó sẽ hết. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay ha, thì Tường muốn cho các em thêm nhiều cái cơ hội để tìm hiểu nhau nữa ha. Mời các bạn hãy bóc vài lá thăm rồi đọc lên cho đối phương và yêu cầu đối phương thực hiện những điều trong đó. Ôm đối phương từ phía sau và hát cho bạn ấy nghe. Wow. Không lãng mạn bị phạt. Đó, hồi nãy em nói em thích lãng mạn, bây giờ trúng bóc luôn. Bây giờ qua làm thử coi nè. Bạn gái hãy đứng lên tạo điều kiện cho bạn trai thực hiện được thử thách. Dạ. Em đứng thôi, người ta ôm từ phía sau, người ta hát em nghe coi lãng mạn không. Không lãng mạn em giật chỏ cho chị nha. Rồi, cố lên bạn trai. Giờ em hát bản trong của ngày em đi. Rồi hát gì cũng đổi gì vậy ông nha, hát ngày em đi. Cái đó và cái lại cái chỉ là cái tựa thôi. À rồi, ngày em đi. Hát xong ngày em đi luôn, mời em. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Cô đơn hôm nào giờ không em. Ủa lãng mạn chưa em? Em quên rồi chị. Dạ đủ lãng mạn rồi. Đủ lãng mạn dạ, rồi đó dạ. Hả? Em cũng dễ tính ghê ha. Rồi bây giờ tới phiên em. Đọc lớn lên. Chơi trò nhìn thẳng vào mắt nhau, trong vòng 30 giây ai cười trước sẽ bị ôm hôn và cổng bế. Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có nghe. Rồi 30 giây dành cho hai bạn. Bắt đầu. Ai chớp trước thì đối phương hãy phát hiện và la lên nha.
Cái gì rồi, tôi thấy cô chớp rồi, tôi không biết đâu, tôi thấy cô chớp rồi. Đúng không? Dạ. Chết cha rồi, bây giờ phạt này hơi khó nha. Chơi trò chơi nhìn thẳng vào mắt nhau trong vòng 30 giây, ai cười trước sẽ bị phạt. Ôm, hôn, cổng, bế. Mời em bước qua bên đây. Mời em bước có qua bên đây. Có thể đổi được hình phạt không chị? Không, bây giờ qua đây đi rồi lựa chọn. Ôm hoặc hôn hoặc cổng hoặc bế ảnh. Qua đây, có chơi có chịu, không có đổi gì hết trơn. Đứng lên em. Dạ. Đó, em đứng đây. Rồi bây giờ cô muốn làm gì cô làm. Ôm, hôn, cổng, bế. Làm gì ảnh làm đi. À, em chọn nắm tay. Không có nắm tay. Người ta là ôm nè, hoặc là hôn nè, hoặc là cổng ảnh, hoặc là bế ảnh nè, chọn đi. Em chọn hôn. Hôn, dạ. Em đi. Cho em mượn tay ạ. Nhanh quá, lấy hình chưa kịp, 30 giây. Làm lại. Rồi. Có mùi gì không em? Dạ. Dạ không ạ. Có cảm nhận gì không em? Dạ chưa. Dạ, có cảm nhận ạ. Còn em, nắm tay cổ thấy gì không? Dạ, ấm áp. Ấm áp. Này lời quá ha. Về chỗ đi hai bạn. Dạ. Rất là dễ thương. Bây giờ chị sẽ cho hai bạn thêm một cơ hội nữa. Ngay giây phút này thì em muốn nói điều gì với cô ấy? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em suy nghĩ gì về người con gái đó? Hãy mạnh dạn nói cho cô ấy biết. Mời em. Em cảm nhận bạn ấy dễ thương và tình cảm. Trong lòng của em hiện tại em đang có suy nghĩ gì? Dạ, có suy nghĩ muốn hẹn với bạn. Hẹn cái gì? Em hãy nói về điều đó với cô ấy. À, sau chương trình này em hy vọng em sẽ bấm nút và anh với em sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nếu như mà em đồng ý bấm nút thì anh có hứa hẹn gì không? Thì bất cứ chuyện gì em muốn. Nói cho nó nguyên câu, cho nó lãng mạn coi nè. Nếu như nếu như em bấm nút hẹn hò thì em yêu cầu cái gì thì anh sẽ thực hiện cái đó. Chắc không á trời. Yêu cầu gì thực hiện cái đó. Tôi cũng ráng tôi chờ xem coi sao nha. Thế còn em, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em thấy anh này hiền, lãng mạn, tính được ạ. Quan trọng là trong lòng mình cảm xúc như thế nào ha. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có trao nhau cái cơ hội hay không. Nếu như chúng ta không có rung động thì chúng ta không cần bấm. Bấm vì trái tim mình chứ không cần bấm vì lịch sự. Nha em nha. Em còn muốn nói điều gì nữa không nè? Em là hơi rụt rè, hơi ít nói đó. Đó cũng là một cái yếu điểm của mình. Dạ. Em run quá hết đi nói rồi chị. Chúc em sẽ được may mắn. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Sao em bấm lẹ cưng? Dạ. Mới đếm tới hai à. Suy nghĩ đủ rồi chị. Suy nghĩ đủ rồi. À, em có vui không? Dạ. Chị nghĩ là bạn gái cũng còn nhiều băn khoăn lắm. Nhưng mà bạn ấy vẫn muốn cho nhau một cơ hội. Hy vọng là em sẽ không làm cho cô ấy thất vọng vì cái sự chọn lựa ngày hôm nay. Dạ. Nha. Chúc mừng hai bạn hôm nay đã quyết định chọn nhau. Nắm tay nhau đi đã nè. Bạn trai có hơi rụt rè nhé. Hãy cố gắng chứng minh, hãy chứng tỏ mình là một người bản lĩnh, có thể là một cái bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào nhé. Một cái hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ. Mời em. Trời ơi, rất là nhanh luôn, trời ơi, không cần xin phép, không cần hỏi ý kiến luôn. Ở chị lúc nào em cũng nhanh lẹ vậy, chị đỡ biết mấy. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.